Kênh tạp chí online xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Chủ đề hôm video hôm nay mình làm đó là bà bầu nên ăn gì để vượt cạn dễ dàng. Vượt cạn là một quá trình đau đớn đến mức không tưởng mà các bà mẹ nào cũng phải trải qua. Vậy thì bà bầu nên ăn gì để hành trình vượt cạn của mình bớt đau đớn và dễ dàng hơn? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một số thực phẩm có thể cứu cánh để các bà bầu giúp các bầu quá trình sinh nở dễ dàng, nhanh nhẹ hơn nhé. Cái loại thực phẩm đầu tiên đó là rau lang. Rau lang là một loại rau phổ biến trong các bữa ăn của gia đình nhưng không nhiều người biết đến loại rau lang này, đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai. Loại rau này có tính thanh mát, vị ngọt, lại chế biến được linh hoạt, xào, nấu, luộc đều được. Mà rau lang thì trở thành một cái bạn đồng hành của các bà bầu trong suốt thời gian thai kỳ. Các mẹ thường xuyên ăn rau lang sẽ giúp thanh nhiệt cơ thể, nhuận tràng, hạn chế táo bón. Đến thời gian gần sinh nở, các mẹ ăn nhiều rau lang sẽ giúp việc sinh nở của mình dễ dàng hơn, cơn đau đẻ ngắn hơn và giữ sức cho bà bầu. Loại tiếp theo đó là dứa. Mang thai nên ăn gì là lúc gần sát ngày vượt cạn thì câu trả lời đó là dứa. Dứa chứa nhiều enzyme làm mềm cổ tử cung, giúp quá trình sinh nở được mau chóng hơn. Nhưng cũng là chính là loại enzyme này gây ra một cơn co thắt tử cung nên các chị em tuyệt đối tránh ăn trong thời gian đầu và giữa thai kỳ mà chỉ ăn vào thời gian cuối thai kỳ các bạn nhé, từ tuần 38 trở đi. Nếu như việc chán ăn, mọi người có thể ép đi dứa lấy nước uống, cũng rất là đơn giản, nhanh chóng và vô cùng thơm ngon. Thực phẩm thứ ba đó là vừng đen. Vừng đen là một loại chứa nhiều dầu, vitamin E, protein, acid folic, là loại dưỡng chất hỗ trợ đắc lực cho việc vượt cạn dễ dàng, rất là thuận lợi. Món vừng đen nấu với bột sắn dây còn thêm công dụng đó là thanh nhiệt cơ thể, bổ máu, đẹp da, đẹp tóc và giúp tiêu hóa tốt. Và đặc biệt đó tăng sức đề kháng cho cơ thể mẹ bầu. Theo kinh nghiệm dân gian thì thường xuyên ăn vừng đen trong giai đoạn cuối thai kỳ sẽ giúp cho mẹ đầu chuyển dạ nhanh, rút ngắn thời gian đau đẻ. Hơn nữa, vừng đen cũng là giúp tăng số lượng cũng như chất lượng sữa. Chính vì vậy, từ tuần 33 đến 34, các mẹ nên nấu chè vừng đen với sắn dây, đường phèn ăn mỗi ngày một lần sẽ thực sự rất là hữu ích các bạn nhé. Thứ tư là lá tía tô. Nếu hỏi các mẹ giàu kinh nghiệm trong việc sinh nở bà bầu thì các bà bầu nên ăn gì thì cả để vượt cạn bớt đau đớn thì ai cũng kể đến nó là lá tía tô. Tía tô được nhắc đến là một vị thần dược của vô số mẹ bầu. Ngay khi có dấu hiệu chuyển dạ, sản phụ lên tiếp tục uống nước tía tô sẽ kích thích cổ tử cung mở nhanh hơn, quá trình sinh con của mẹ cũng nhẹ nhàng hơn và ít đau hơn. Cách sắc nước tía tô uống vô cùng rất là đơn giản các bạn nhé. Các bạn vò nhẹ một nắm lá tía tô cho vào nồi rồi cùng 2 lít nước. Sau khi đun nhỏ sôi nhỏ cho nhỏ lửa đến khi còn lại khoảng một cái lượng nước ít thì ta tắt bếp và uống nước tía tô khi còn ấm các bạn nhé. Thứ năm đó là rau húng quế. Rau húng quế là một loại rau thơm mà tìm ở đâu cũng có đúng không ạ? Ở chợ nào cũng bán và vào những cái tháng cuối của thai kỳ từ tháng thứ 7 trở đi, các mẹ nên xay nhuyễn lá cây húng quế lấy nước uống. Mỗi ngày uống tầm 300 ml nước cũng giúp sinh con nhẹ nhàng hơn. Các mẹ có thể thêm một ít đường nếu như cảm thấy khó uống. Rau húng quế có công dụng ở giúp cho cổ tử cung co bóp mở nhanh, giúp thời gian chuyển dạ được rút ngắn lại. Tuy nhiên, bà bầu lưu ý chỉ nên ăn húng quế vào những cuối tuần cuối của thai kỳ. Cam thảo, thứ sáu là cam thảo. Giống với nước ép dứa, nếu thường xuyên uống trà cam thảo với những tuần cuối thai kỳ, có thể hỗ trợ việc gây ra những cơn co thắt lúc lâm bồn, thúc đẩy quá trình chuyển dạ sinh con nhanh hơn. Chú ý là nước cam thảo các mẹ cũng chỉ nên uống ở những tuần cuối và gần ngày dự sinh,
không uống trong những tháng đầu và giữa thai kỳ. Trên đây là những thực phẩm giúp cho mẹ bầu vượt cạn nhẹ nhàng hơn, nhưng không phải vì thế mà các mẹ lạm dụng và sử dụng quá nhiều. Chỉ nên áp dụng vào những tuần và những tháng cuối của thai kỳ. Mọi người không chỉ nên quan tâm bà bầu nên ăn gì, mang thai nên ăn gì, mà còn cần biết ăn bao nhiêu thì hợp lý và ăn như thế nào mới là an toàn và còn có hiệu quả. Có như vậy chúng ta mới trải qua một thai kỳ an toàn để cho ra đời những thiên thần đáng yêu và khỏe mạnh. Và trên đây là những kinh nghiệm mình chia sẻ để các mẹ bầu tham khảo. Chúc các bạn có một thai kỳ khỏe mạnh nhé. Các bạn nhớ ấn like và chia sẻ giúp mình. Nếu như có thắc mắc gì, các bạn hãy để lại bình luận dưới video, mình sẽ giải thích giúp các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo.